Rồi, hello anh em. Đây lên cho em một anh em một con siêu phẩm ha. Mitsubishi TL261 nha anh em. Mitsubishi TL261. Con này xài trăm gầy luôn ha. Đó, giật Mitsubishi thì anh em biết rồi. Cực kỳ bền, cực kỳ nhẹ nổ luôn. Con này trăm gầy, trăm nhôm. Đó. Đường xăng thì quanh gồ le đỏ ha, xăng quanh gồ tay đỏ hai kim. Với thêm cái nữa là giật này là giật chơi lật nha anh em. Đó, tem nhật còn luôn nè, ổ việc chơi lật luôn. Rồi để test nổ cho anh em xem. Rồi kéo nhẹ nhàng tình cảm rồi. Thì được miễn phí ship toàn quốc ha. Đó, và tặng kèm theo 4 món cho anh em luôn. Đây, con này đóng nóc Made in Japan anh em. Đó. Hàng Nhật Bản xịn sò nha.